nhưng mà nó cua mà một nào. Monday, not a good start to the week. I go up at 7 or 8, 9 o'clock this morning, so I was very late at work. My boss was not my boss wasn't happy. I was on nhưng lịch thì nó cũng social media all day. I tic tac I take mà nó cũng I texted my friend and saw all their photo all the weekend. I went home at 6 o'clock and watching TV. Tuesday, oh no, I was let off work ago. I was let off work again. My boss was very angry. I went online and bought a new dress. In the evening, I went to the cinema, but I didn't like the film. Wednesday, like again, my boss said my work wasn't good at all. What was? I had a long lunch with some friends. We had a lot of food and some beer. I did go back to work because I sing. Yeah. Because I saw my boss would be angry with friend or with me in the evening. I saw my sister and we had a pizza. Thursday, oh yes, I did get to work. Until 11 o'clock, yeah, nó phần đây nó kết khúc. Hư nè. Hew nó hư nè. Hose. My boss was in her office.
I play game on my smartphone and TikTok. My friend, I went to bed early Friday. I was to bed early, but I did get up early last again. My boss was in her office today. She said she wanted to talk to me. He said I did has a job anymore. I said I did understand. I was really here. Cái thay ca nghe cái buồn.
Khu ăn muối phải nhóm khu ăn hai nhóm phải tôi còn nhóm phải tôi lấy cái không nhóm ăn hai luôn rồi. Not a good start to the week. Ngày ca chấp đam. Sắp đá cũng mà tất cả mà sắp đá. Ca chấp đam sắp đá tổng bộ rồi bác hiểu mình lo sao. I goes up at 9 o'clock this morning. Chúng ta ngờ bị kê nó mong phẩm buôn về bật. So I was very late for work. Snack chung dứt phẩm rắp càng nghỉa. My boss was happy. Thật cài rộng bằng thật. My boss wasn't happy. Thật cài rộng bằng thật. Mình tự kia tì. I was on social media all day. Khi ông bán nó lơ bình này sẽ cung bình một ngày. I texted my friend and saw all their photos of the weekend. Nhưng bạn chơi trốn chỉ mùi là một phía hay. Nhưng bạn mơ được thơ đọc bó phụ kế nơi trong sập cả. I went home at 6 o'clock and watch TV. Nhưng bạn được lọc tập té nâu máu và muối hay mơ tù tù. Oh no, I was left over again. Khiêu man được phơi ca dính đoàn kia thời. My boss was very angry. Thật ca đọc bọc khiêu khăn nè. I went online and bought a new dress. Khiêu man online prime ấy thôi. Ôi xong. Nhưng sao ta dạy online ở đây vậy các bạn? Nhưng bán bác internet hay tên rôn mấy người. In the evening, nơi bê đa xeo, I went to the cinema. Bán tên rôn thịt dốn, but I did like the film. Còn tay khi mình cho chất sai phụ dân tiền. Mình nghe trai bê đa xìa mình không?
What word mấy cái không phải mình. What word. Thôi còn đăng lên đi. Let again. Dứt một đoạn tiếp. My boss. My. Thực hiện chẳng thịt. My boss said my word wasn't good at all. Cái là bọc nhóm anh thì dạy thay ca nghe là bọc nhóm mình lo tìm what word ca nghe với I had a long lunch with some friends nhóm anh nhằm hà phê cháy chỉ mùi nằm mật phê khá khá chỉ mùi nằm mật phê mùi chùm nuốn nhàng dù we had a lot of food and some beer của dân man của dân man cầu mòn à ha hay nhâm xa mua chung nửa nhâm xa khắc lạc I did go back to work because I talk mất chết đi nữa chứ so chừng đó ta sẽ I thought my boss would be angry with me. Would be angry with me. Khi mình ban trở lại từ thời ca bên tế thì tôi khi mình cách xa thật cái được bao khi nhóm khăn thì ngồi những khi in the evening, nộp phê, nghĩa, I saw my sister and we had a pizza. Khi ông man chung chung mùi nâng bóng ra được bóng khi ông hai tự dân man nhằm pizza. Oh dear, mình bật đi. Việc lại thằng nạ tha ơi. Bạn nghe đau mong được mua á vì nó bắt cái gì I did get to work until 11 across whose
My boss wasn't in her office. Ước giống em đoạn này. Thầy mẫn. Nhóm mình bán từ thơ ca đồ hồn đồng bằng đọc mùi. Không, thơ ca đồ bọc nhóm mình bán đọc nông ca giả lấy đồ bọc miền tê. I play game on my smartphone and text my friend. Nhưng bạn lên game mà lỡ tôi tập đại được bậc nhóm hay. Nhưng bạn dây chỉ mùi được một phép. I went to bed early. Nhưng bạn cho game people lộn. Cứng như thế mà ta càng nghe khó thử nữa. I went to bed early, but I did get up early. Nhưng mà cho kênh lươn, phần tay nhưng mà mang ra bị kênh lươn đi. Let again, dứt đoàn tiền. My boss was in the her office today. Thật cả đồ bọc nhóm mà nâng nông cả nhà đây đồ bọc niếng ngày đi. She said she wanting to talk to me. Niếng bị dây tha niếng trong sự chia chỉ mùi khá nhóm. She said I did have a job anymore. Niếng mà bị dây tha nhóm một miếng càng nghe phơ tự tề. I say I did understand. Nhóm nghỉ giấy sức đập đi mình vô lúc nhóm tọt thác nhóm mình vô tê. I was really hard. Nhóm phơi cá bàn on thứ hai biết. Nhóm vật chìa khâm thôi cả này. Dự đoán này. Ngày nào ông chứ cứ ngày tí bì à? Ai tí bì là chứ? Ngày tí bầy. Tí bách là chứ? Tên phơi ca nghiệp anh đó một tiếng. Mà mồm. Monday
not a good start to the week. The week. Sắp đây là bọn nhóm cư mình lọ tì. I guess up at 6 o'clock this morning. Nhóm ban người bị kê nó mong bởi muốn bê bật. So I was very late for work. Được xét nhóm ban được thơ ca dư. My boss wasn't happy. Thơ ca được bọn nhóm mình ban sắp bài chật tì. I was on social media all day. Nhóm ban lơ mình đang sử dụng bên một ngày. I TikTok my friend and saw all their photo all the weekend. Nhóm ban sử dụng đến dù mùa nâng mật phê hơi. Nhóm ban mơ rụt thơ rõ bác phụ kê nó thay trong sắp ra. I went home at 6 o'clock and watch TV. Khi ông ăn tập tập tế nó máu và muối hay khi ông ăn mới tụt tụt. Thursday. Oh no. Mình tập tế. I was late all over again. Khi ông ăn được hơi ca dứt một đoạn tiệt. My boss was very hungry. Cái đó giống khăn nè. I went online and bought a new dress. Nhóm bán bán internet hay nhóm bán tên đồ thứ mấy mùi. In the evening, nào về là nghĩa. I went to the cinema, but I did like the film. Nhóm bán từ phía dưới bên tay. Nhóm mình chưa chết sai phía dưới tì. Cô gái lại nhưng cái thật quạt trong vậy thật. Bê quạt tập mới nó quạt cho chất rương này. Những quạt cho chất mơ rương thôi. Nhưng vô chẳng bài tài đọc xe phai tất nhiên tên thủ hại thật quạt cho chất mơ rương. Tách. Chưa lại. Wednesday, last again, you don't think. My boss said my word wasn't good at all. Thật cái đó bỏ chung bán, vì vậy thay cái người đó bỏ chung mình lo tình ơ. What word? Cái người vậy? I had a long lunch with some friends. Nhóm bán từ trưa mật hẹ mùi chùm luôn. Nhóm bán từ nhà mà ha. Về thay mùi nồng mật hẹ mùi chùm luôn chẳng dùng. We had a lot of food and some beer. Nhóm bán còn mọi người ha hơi. Nhóm xa khắc là. I did go back to work because I talked. I thought my boss would be angry with me. Khi mình mang từ lọt từ thời ca tế vì trước khi nhóm kịch hai thời ca được bỏ nhóm bằng khăn chỉ vui đến khi nhóm. In the evening, tôi bị lần nghĩa. I saw my sister and we had pizza. Khi mình chưa bỏ từ lọt bỏ nhóm hai bữa giấc mang nhóm pizza. Thursday, oh dear. Oh, I did get to work until 11 o'clock. Khi nhóm mình bán được phơi ca rồi hôn đã mong được mùi. My boss was in her office. Cái đó bác chứ mình bán nó office đó bác. Mình bán nó không cả giả ra dù bác nhìn tì. I play game on my smartphone and text my friend.
Nhưng mà lên gắn là lời tôi sắp đại là bọc nhóm 2 khi mà chuyển tin cho mùi nồng mật phẹt. Ai bán thư bạc ở lý. Nhưng mà cho kênh, đọc về, nhưng mà cho kênh lượn. Rai thì, ai bán thư bạc ở lý. Nhóm bán cho kênh lượn, bán ai dịch, get up early. Phần thái nhóm bán ngợp lượn thì, la hờ gắn, chứt mà lòng tiền. My boss was in her office today. Cả đồ bọc nhóm bán nóc nông office, bán nóc nông cả giả rái đồ bọc nhóm là thời này. She said she wanted to talk to me. Nhưng như vậy tha nên chẳng tự chia chỉ mùi khí nhộng. She said I did have a job anymore. Nhưng như vậy tha nhưng mình miễn ca nghe thơ tí tì. I said I didn't understand. Nhóm như vậy, nhóm tọc. Nhóm như vậy thà, nhóm mình dồn. I was really hurt. Ca nghe rồi bọc nhóm, nhóm khách khăn tới ca nghe này. Học thầy trước luôn. Tùm lộp cất. Tùm lộp cất cái chân tôi nhầm này. Tụi đó một con mơ tớ là sao tao mà dạ sạc chân. Nhưng không sợ bài chết lý kênh giấy tha. Chẳng kênh giấy tha. Bê lăng tìm bầy áp thân miếng mong. Thì bà chết á. Ất tới cái giấy tha miếng mong bê thế này. Ất sơ miếng mong. Nhưng ta hiện tại này ta phải khử cho nhóm đại đất. Anh lục đi chia lại bàn thiên tinh bấy đợt bàn thiên lục chia lại. Nhưng nhưng hiện bên tay bắt nó nhung kìa. Tôi sẽ lá bỏ miếng cứu trên tầng quay trong mạng một khủng. Bắt cứu ở đăng đa từ nãy bé cụ ăn máu đứt cần tay nha. Khi mà kê riêng là phê mà ai gặp riêng đó về làm thật được địch bạc mê thêm mũi.
Clay chập vô. Lịch luôn là lịch cần. Cần làm phiền tìm muối. Còn từ thôi kè chứ. Điều thật sự đã thay đổi. Trên giấy ta sẽ cảm thấy thế này cũng. Khu ai thôi tìm mỗi nhóm trở lại là mới tìm ta. Cô đang có nhìn nhưng mà đừng có nhìn thế tên nhưng mà ở trên bên chị ăn lễ thế xong nữa vô là cái trong sự việc tí tí cái trong xu hay cọt hơi cái khai cọt hơi cái khai này chán lục bề rồi xỉu đi được tầm bình ấy từ in hờ Thank you.
What did doing? What did she do? Coming culture of luck. Tay của lắm cùng lập trường đa máu. Tế bên nhóm hiền nặng một khổ. Tay của lắm cùng được bọc giòn máu. Nhóm hiền bé cùng tin buồn cùng chồng bé mà. Ban chúc hữu ấy chẳng không? Ăn sắp chật đấy. Bên lên khăn dù ấy khăn khủng đó. Ý khủ. Khủ to ba bàn tay. Khủ ạch to quá chứ nhóm nạc đâu chẳng. Cứ tại ác thì nhộn đâu tại ác quên. Lúc hôn gì chắc là anh dụ thông mấy nè kìa. Dụ đo ngồi. What did she online? What is that? I got that. Nhung đằng con trai. Nhung ăn trên quanh ông nghĩ. Người thì bay khi trong sư thai ta có thơ ý kiến. Đầu tiên ta có online. Nhung đằng thật tiệt si tại khoa mùi tiết. Khoa tiệt si. She bought a new dress. Got bán cái đồ thay mặt. Trong số thay con online nó còn với con online nó còn bán tình ý kết khai còn tình ý kết. Bọn. Đó, buys. Buys. Like day one, where did she go? Did she go? Where did she go? Put. Thank you. Who did she meet?
Thôi được rồi, em. Where did he show? See. Bị đi hình chuông đi bà em tí. She ta mở những cái thả bọn dạy lớn cho làm gì. She is sad that you come back. Come back to me. One, what time did she get up on Monday? The caller became no more of a man night. She get up at 6 and 9 o'clock. Nhưng mà người bị kê nó mong vào 4:00. What did you do on Monday evening? Tại nhiên bạn thuê kê khá nó ngày chẳng bê nghị. She start at home and watch TV. Nhiên bạn gặp bức tế. Ê nhiên bạn sẵn nộp tế 20 từ từ. 3. What did she buy online? Tại niên bạn bằng internet tên vậy. She bought a new dress. Niên bạn tên đột mấy vui. Where did she go on Thursday evening? Tại niên bạn tới nơi nơi ngày hôm kia về là nghỉ. She went to the cinema. Niên bạn tới rộng phía trường. 5. Who did she on Wednesday evening? Ta niếc man chụp nó ná nơi ngày Wednesday vậy. Ta niếc man chụp nó ná nơi bê lần nghĩa nơi ngày post. She saw her sister. Niếc man chụp bóng sợi đọc bóng này. Good. Mình phải nâng cao dân bình bị hay do áp biệt tăng áp biệt đặc kê đã từ điểm tăng lớn nữa do ai dân do mặt từ điểm thôi chỉ sinh lúa về hay trai một bệnh nữa trai mẹ trai bạn được sao được kê thằng đấy còn sinh lúa nâng cây xua sinh đạp tay rồi at the bot khai được mẹ nó ơi khai bà đá mẹ. Chào cô. Admin đã cô. Chào.
Goodbye, sometimes. See you tomorrow.